Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thay đổi về thi giấy phép lái xe ô tô từ năm 2021. Kiên quyết xử lý xe cơi nới kích thước thành thùng hàng chở quá tải. Thông tư số 38 của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe. Theo đó, từ năm 2021, người thi bằng lái ô tô hạng B1, B2, C, D, E, các hạng F sẽ phải thi thêm nội dung sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông. Người dự sát hạch xử lý các tình huống giao thông mô phỏng xuất hiện trên máy tính. Do từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 bắt đầu học và thi sát hạch với thiết bị mô phỏng nên trình tự thi bằng lái xe ô tô các hạng đã bị thay đổi gồm 4 bước, đó là sát hạch lý thuyết, thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, thực hành lái xe trong hình, thực hành lái xe trên đường. Sau gần 5 năm thực hiện triển khai dán thẻ thu phí không dừng, trong tổng số 3,8 triệu xe ô tô trên cả nước, hiện chỉ có gần 1 triệu xe ô tô dán thẻ thu phí tự động không dừng. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC, trong số 1 triệu xe ô tô của cả nước đã dán thẻ thu phí tự động không dừng, chỉ có 400.000 chủ xe ô tô dán thẻ nạp tiền sử dụng thu phí không dừng, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng đặt ra. Trên mạng xã hội vừa chia sẻ clip, một học sinh đi xe máy điện đến ngã tư không dừng lại quan sát mà phóng với tốc độ cao đã lao vào giữa gầm xe container, khiến lái xe này đã phải bẻ lái để tránh người đi xe đạp điện và bị lật nghiêng sang bên đường. Vụ tai nạn được cho xảy ra trên địa bàn huyện Như Xuân. May mắn người đi xe đạp điện không bị thương, tuy nhiên đoạn video ghi lại diễn biến vụ tai nạn đã được nhiều ý kiến bình luận lên án hành vi của học sinh đi xe điện, thiếu ý thức chấp hành pháp luật gây tai nạn cho người khác. Đồng thời nhiều người cho rằng đây cũng đang là thực trạng báo động tại nhiều địa phương, bởi hiện nay nhiều học sinh đi xe máy điện nhưng thiếu ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông gây tai nạn cho bản thân và người khác. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng xe quá tải, quá khổ, xe cơi nới thành thùng có dấu hiệu tái diễn trở lại, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt triển khai công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm. Tại tuyến tỉnh lộ 516B đoạn qua các xã Thành Long và Thành Tiến của huyện Thạch Thành, chỉ chưa đến 1 giờ đồng hồ, trên tuyến đường này vẫn có nhiều xe ô tô tải cơi nới kích thước thành thùng chở quá tải trọng. Cái lượng xe ở đây thì hàng ngày lại chạy rất là nhiều. Cho nên chúng tôi là người dân ở đây thì nhiều khi là cũng rất là sợ đi ra đường là cứ nơm nớp, cho nên là đi rất là ẩu, nhất là những cái lúc mà tan tầm ấy, học sinh đi học về đấy. Thì nhiều khi là nhiều hôm cũng để sắp xảy ra tai nạn vậy đó. Trước tình trạng trên, để góp phần hạn chế và từng bước chấm dứt tình trạng vi phạm tải trọng trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo lực lượng công an trên toàn tỉnh tập trung huy động tối đa lực lượng từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 sẽ kết hợp tuyên truyền nhắc nhở chủ xe lái xe vận tải tự giác chấp hành quy định, tự giác tháo dỡ cơi nới, trả nguyên trạng kích thước thành thùng xe. Sau ngày 6 tháng 12, lực lượng cảnh sát giao thông tổng kiểm tra xử lý tất cả các vi phạm liên quan đến tải trọng và kích thước thành thùng xe. Để thực hiện ý kiến chỉ đạo kể từ ngày 22 tháng 11 cho đến ngày 6 tháng 12 để tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm kết hợp với công tác tuyên truyền hướng dẫn cho các cái đối tượng, đặc biệt là cái đối tượng là chủ doanh nghiệp, là chủ phương tiện có cái phương tiện hoạt động vận tải về vật liệu xây dựng mang tính chất nổi cộm thì chủ động tháo dỡ kích thước thành thùng và hạn chế thấp nhất những cái hành vi vi phạm nổi cộm trong quá trình hoạt động vận tải. Với quyết tâm cao của lực lượng chức năng, hy vọng tình trạng xe quá tải, xe cơi nới kích thước thành thùng hàng để chở quá tải trên địa bàn tỉnh sẽ sớm được ngăn chặn xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.